mọi người đã quay trở lại với kênh của Quỳnh Trần TV và Cuộc Sống Ở Nhật. Hôm nay thì Quỳnh sẽ chia sẻ cho mọi người một món xôi rất là dễ làm lại siêu ngon luôn, đó là xôi xá xíu đùi gà. Và hôm nay Quỳnh sẽ thay thế thêm một loại nguyên liệu nữa, đó là hoa đậu biếc, để cho cái xôi mình đến cái màu đẹp hơn nha. Ăn kèm chung với lại là phô mai, chà bông, lạp xưởng và trứng muối. Nếu mà bạn nào thích món này thì mời vào bếp với Quỳnh để thực hiện cái món ăn của ngày hôm nay nha. Ngày mai Quỳnh nấu xôi cho nên tối nay thì Quỳnh sẽ ướp thịt gà và thịt ba chỉ trước. Thì ở đây thì Quỳnh mua là thịt ba chỉ để khi mà mình làm cái xá xíu lên thì nó có một ít là mỡ, nó sẽ không bị khô nha. Ký thịt ba chỉ và ở bên đây là 800g là đùi gà. Hôm nay thì Quỳnh sử dụng cái bịch nước ướp thịt xá xíu này, thì ở trong đây nó có sẵn gia vị hết rồi, mình chỉ bỏ vào mình ướp thôi. Rồi Quỳnh cho cái nước ướp thịt xá xíu vào. Thì ở đây của Quỳnh là 1 ký. 1 ký thịt thì Quỳnh sẽ dùng là 2 gói nha. Thêm vào là 1 ít tỏi và hành Quỳnh đã bằm nhuyễn nữa cho nó thơm. 1 ít tiêu. Rồi mình trộn đều cái này lên. Sau khi mà trộn đều xong á thì Quỳnh sẽ bao miếng ráp lại. Rồi Quỳnh sẽ để bên trong ngăn mát tủ lạnh một đêm cho nó thấm gia vị. Mình mua 3 cái đùi gà, Quỳnh chuẩn bị một cái đồ bàn xăm á, Quỳnh xăm lên mấy cái đùi gà này để mình ướp gia vị vào. Mấy cái đùi gà của mình nó sẽ thấm và nó ngon hơn nha. Đây là một chút xíu mật ong. Đùi gà này Quỳnh chiên á cho nên Quỳnh sẽ không bỏ đường nha. 1 ít bột nêm. 1 chút xíu bột ngọt, 1 chút xíu dầu hào, tiêu. Hành tím và tỏi. 1 ít dầu ăn. Rồi Quỳnh cũng sẽ xa đều và Quỳnh ướp cái gà này. Quỳnh cũng sẽ bao lại rồi mình ướp qua đêm luôn. Đậu biếc á, hôm nay thì Quỳnh hái được là 2 loại nha mọi người. Một loại là hoa đậu biếc kép nè, nó có rất là nhiều cánh luôn. Và ở đây là hoa đậu biếc đơn. Hoa thì của nhà Quỳnh thì hôm nay nó mới nở, cho nên hôm nay thì Quỳnh cũng không có rửa nha. Quỳnh cho 1 ít vào bên trong đây để mà mình làm trà hoa đậu biếc nha. Ở nhà mình có được cho nên mình xài hơi nhiều, chứ thường thường người ta sẽ cho vào đây là khoảng là 5 hoa hoặc tới 10 hoa thôi nha. Quỳnh cho nước sôi vô. Quỳnh sẽ cho hoa đậu biếc này ra cái chén luôn. Rồi Quỳnh cho nước vào để mà Quỳnh lấy màu luôn. Cái phần ở trong cái bình nó một chút mình sẽ làm mà trà mật ong hoa đậu biếc nha. Wow, cái màu rất ư là đẹp luôn.
Quỳnh uống cái trà, không phải trà trà mà là hoa đậu biếc mật ong với lại chanh. Cái vị uống cũng rất là được nha mọi người. Quỳnh ngồi đây sở dĩ mà mình ngồi mình nhâm nhi như thế này là Quỳnh đợi cái nước này á nó nguội bớt là mình sẽ bắt đầu mình đem nấu sôi nha. Cái mùi giống như là cái mùi rau lang đem đi luộc nha mọi người. Và khi mình cho chanh vào thì nó ra màu tím, và để bình thường như thế này thì nó ra màu xanh biển rất là đẹp luôn. Đây, bây giờ mình sẽ bắt đầu tới công đoạn là mình đi khìa khìa thịt xá xíu nha. Cho vào bên trong chảo là một ít dầu để cho hành tỏi vào. Rồi mình cho cái xá xíu vô luôn. Mình khoan cho nước dừa vô nha. Mình sẽ làm cho cái thịt này nó săn lên trước nha. Để cho nước dừa vô. Mình có thể sử dụng nước dừa trái nha. Mình sẽ đổ sắp sắp cái mặt của xá xíu nè. Để cho cái nước nó rút vô từ từ là nó chín luôn miếng thịt nha. Để làm luôn lạp xưởng luôn. Mình sẽ cho lạp xưởng vào trong cái nồi. Lạp xưởng hôm nay mình sử dụng đó là lạp xưởng tươi. Nước chủ yếu là cái phần nước này mình nấu để cho cái lạp xưởng này nó chín nha, và nó rút vào bên trong. Cho trứng muối vào luôn. Khi trứng muối nó cũng đã chín rồi và nước nó cũng đã rút hết, mình cho miếng dầu vô. Rồi mình sẽ tắt lửa luôn. Hôm nay thì Quỳnh nấu là xôi trong nồi cơm điện cho nên là Quỳnh sẽ không có ngâm nếp nha mọi người. Quỳnh nấu y như là Quỳnh nấu cơm thôi. Trước khi đem nấu mình cho vào đây ít muối để mình nấu ra xong thì cái nếp của mình, cái xôi của mình đậm đà hơn. Một ít dầu ăn nữa. Mình trộn đều lên. Rồi mình sẽ cho nước hoa đậu biếc vào. Khi mà mình nấu xôi như thế này á thì là mình sẽ cho nước vào sắp cái mặt nếp nha. Đừng từ từ nha mọi người. Mình thấy chưa được rồi mình cho thêm nè. Mình đừng có đổ nhiều như nấu cơm nha, là nó sẽ bị nhão nha. Nấu như thế này thì nó rất là nhanh luôn. Đó, nó sắp như thế này là được nha. Và bấm nút nấu luôn. Gà này thì Quỳnh ướp qua đêm rồi. Bây giờ thì nó cũng rất là thấm luôn. Trước khi mà mình đem đi chiên á thì Quỳnh sẽ cho vào đây là một ít bột bắp. Mình cho vào đây là 2 muỗng bột bắp nha. Mình có thể chiên bằng chảo chiên bình thường hoặc là nồi chiên không dầu để cho nó không có bị dăng nhờ có lớp bột này đó mọi người. Rồi mình trộn lên thôi. Gà ra luôn. Hôm nay Quỳnh sẽ chiên bằng cái nồi chiên không dầu. Quỳnh cho gà vào, Quỳnh nướng luôn. Quỳnh sẽ nướng một mặt ở 200 độ trong vòng 10 phút. Gà Quỳnh nướng chín được một mặt rồi, bây giờ mình sẽ lấy ra. Rồi sau đó Quỳnh sẽ trở mặt. Quỳnh nướng tiếp ở 200 độ trong vòng 10 phút nữa. Xá xíu á, Quỳnh rim nãy giờ nè, thì bây giờ nó cũng đã rút bớt nước rồi đó mọi người. Bây giờ nó lên cái màu cũng rất là đẹp luôn. Là cái màu đỏ đỏ hồng hồng nha, rất là đẹp rồi. Và Quỳnh để cái phần nước này để mà Quỳnh cho lên trên xôi Quỳnh ăn nha, cho nên Quỳnh không có để cho nó cạn nước nha. Còn nếu như mà bạn nào không có ăn nước á, thì mọi người để cho nó rút hết nước luôn. Quỳnh sẽ nêm nếm lại nha. Quỳnh sẽ cho vào đây là một chút xíu bột nêm, bởi vì là ở bên trong cái gói gia vị này á, khi mà Quỳnh bỏ vô Quỳnh ướp á, thì Quỳnh thấy nó hơi ngọt. Và cái xá xíu thì nó phải hơi ngọt ngọt chút xíu nha. Nhưng mà Quỳnh thích nó hơi đậm đà một chút, cho nên là sẽ cho thêm là một chút xíu bột nêm nữa nha. Mình sẽ nêm nếm lại cho vừa ăn luôn. Mình thấy cái vị được rồi đó, Quỳnh tắt lửa luôn. Quỳnh cho ít dầu vào chảo để bây giờ mình làm một ít là mỡ hành nha. Dầu nóng Quỳnh cho vào đây. Dùng lại chảo cũ phi thơm ít hành tỏi nè. Bây giờ mình sẽ cho ruốc vào. Nếu mọi người không thích ruốc thì mình có thể cho là tôm khô cũng được nha. Để nêm vào đây một ít nêm, tiêu. Cho gia vị nó tan hết rồi mình tắt lửa luôn.
xin chào chú em. Xin chào cô chú, xin chào kế bên, xin chào. Cái món ngày hôm nay Quỳnh đã chuẩn bị xong hết rồi. Bây giờ mời mọi người ăn chung với Quỳnh nha. Xà nó cái nước này màu tím nó thích mọi người. Để Quỳnh cho ảnh miếng nha mà. Ok. Trời ơi, cô nói không mọi người. Để Quỳnh cho nó một miếng. Nó cứ nghĩ nước này là nước ép nho. Cái này không phải nước ép nho nha. Sao ok? Nó ngọt ngọt chua chua ok. Quỳnh cho nó một miếng mọi người. Một con có uống không? Ok. Trời nó chảy. Nó chảy. Đây. Rồi uống này, uống thử đi. Rồi xong rồi bắt đầu cái qua qua rồi ăn bà đi. Nó chua chua ngọt ngọt. Nó có biết nó có gì không ta? Oxy. Ngon không? Còn có ngon không? Có ngon. Có ngon. Mình hỏi nó có ngon không? Nó ngon. Bây giờ mình sẽ uống miếng nha. Nói chung là uống cũng rất là được nha mọi người. Chua chua, ngọt ngọt, mật ong. Mà nó có cái màu. Ở nhà mình trồng được cho nên mình uống cái màu nó hơi đậm hơn người ta nha mọi người. Với lại bông của Quỳnh là bông kép. Cho nên là cái màu nó đậm hơn cái bông bông đơn rất là nhiều nha. Rồi bây giờ không nói nhiều nữa. Bây giờ mời mọi người ăn chung với Quỳnh nha. Hôm nay thì Quỳnh để riêng cái phần ở bên đây là phô mai. Cái phần trong đây chắc một chút nữa để trong mỏng ăn để gói sẵn mọi người để quay cho nó đẹp. Rồi. Và thường thường người ta ăn cái này là người ta sẽ có một chút xíu gọi là tương ớt hoặc là nước tương nha mọi người, nhưng mà những cái thứ hôm nay Quỳnh bỏ lên thì nó cũng có gia vị rồi cho nên mình sẽ hạn chế. Trời ơi. Nó chảy ra như chưa từng được chảy. Sao ăn ngon mà trong miếng. Sao ăn cái gì? Sang cái xoài nè, ăn thử không? Cho này, thuốc hôm nay chưa cho được. Mẹ cho cái khác. Cái kia đi. Cái khác dưới đây nè. Không có tô garashi hết trơn. Rồi đây, rồi cái này nè. Rồi ok, há miệng. Sao vậy? Spicy ngay à? Cái phô mai nó hơi mặn mặn mà nó bé bé mà sao nó kêu mặn. Mời mọi người ăn chung với hai mẹ con mình. Coi mặn lên nè, không ai chùi đi. Trời có nhiêu đó mà la hay ớn luôn. Lâu lắm rồi mọi người ơi, lâu lắm rồi hôm nay Quỳnh mới làm xôi lại ăn. Và bữa giờ thì cũng thấy có nhiều kênh làm á, nhưng mà bây giờ mình làm giống người ta thì sẽ không có ai coi, cho nên mình sẽ làm một cho nó có màu sắc như là xa lớn thấy màu mẹ vậy, nó phái mọi người. Đúng lặn nít. Thấy xanh xanh đỏ đỏ mềm không? Trời ơi nó mặn mà nó béo. Đã lắm. Phô mai thì béo nha mọi người. Mọi người mua thêm khúc cái phô mai bột á. Vừa rất lên. Hôm nay đáng lẽ trong món này nó sẽ có thêm một món nữa, đó là trứng chiên xé sợi nha. Trứng xiên cắt sợi làm như gà xé, nhưng mà tại vì hôm nay mình đã bỏ hai loại trứng à, cũng có cái trứng này màu vàng á cho nên không bỏ thêm nữa. Và hôm nay trong món này thì nó thiếu một món nha mọi người, đó là pate nha. Mama. Hả? Pudding thì phải tôi nằm có yêu nó mà làm gì? Bánh lăng á. Bánh lăng. Ừ. Sao bánh lăng? Chút cá xíu ngon mà. Sao bánh lăng? Sao thích bánh lăng? Nãy giờ là mình quên đó mà. Phải rứa thêm chút xíu. Bánh lăng. Ừ. Gọi là cái nước xá xíu nha. Nó review nhưng mà thôi xa nó mắc nghẹn, bây giờ ăn kỳ cục vậy. Từ từ thôi, làm thì lâu nhưng mà ăn thì rất là nhanh. Cũng may là tối hôm qua là Quỳnh đã ướp là thịt gà xá xíu rồi đó.
Dạ thấm ngon. Sao mẹ cho miếng thịt gà gặp đi, thịt gà ngon. Nợ cho này, ngon ngay cho này. Không có ăn cái gì mà. Mọi người luộc cái này giống như Quỳnh nha. Ở ngoài cái màu vẫn đẹp, trong vẫn đẹp. Chút xíu nước đủ nó chín hả? Rồi cho dầu vô. Chứ mà mình chiên á thì cũng được, nhưng mà chút nữa cái lạp xưởng nó khô queo mà cứng lắm. Mình chỉ sử dụng để anh xã Quỳnh mê món này mà người mà kêu ông xuống ăn không ăn. Ông ngạm nó vô video hoài cho nên để cái phần này ở ngoài cho ông ăn. Quỳnh chất lên nhưng mà thật sự chưa hết mọi người. Có xíu á, vừa làm có 1 kg nè. Ăn cái này. Ừ, có 3. Mình làm tới 1 kg cho nên là ở trên đây chắc lên có nửa ký ha. Xá xíu đó mà mình bỏ là mình ăn chung với lại bánh mì cũng ngon nè. Không là thêm món là hủ tiếu mì xá xíu. Là nhức nắp nhầm à. Ăn này nhớ mấy cô với chợ Bà Chiểu bán ghê. Cái cô với chợ Bà Chiểu trời ơi bán đắt dễ sợ. 5-6 giờ chiều mới dọn ra bán. Bán như 9-10 giờ tối vậy đó mọi người à. Có bữa thì cũng 12 giờ mới hết. Bán đắt lắm mà. Bộ mình ăn mình ghi luôn. Hôm nay video này chủ yếu là chia sẻ là chính cho mọi người, chứ ăn sau thật sự nó cũng giống như ăn cơm vậy. Nó nhanh no. Mọi người hãy chia sẻ cho Quỳnh. Âm nhạc. Ừ. Mọi người hãy chia sẻ cho Quỳnh là bởi vì bây giờ cái gì? Piano. Ừ. Là, để mẹ nói với cô chú xíu xa. Trời xa kỳ quá, mẹ đang nói là nhảy vô à. Ở nhà Quỳnh bây giờ á là hoa đậu biết nó bắt đầu nó rộ, mà nó rộ nhất là tháng 9 hàng năm, năm nào cũng đậm mọi người. Lý do mà là mình lấy hoa tươi là bởi vì có hoa tươi mình làm, còn không có hoa tươi thì mình mua hoa khô vẫn được nha. Thường mấy bữa nay nó nở á, có những loại hoa khô á. Chiều mình hay ra mình bứt. Rồi mình để vô cái tràn mình phơi mà. Với lại á, định hỏi mọi người là Quỳnh làm thêm món gì nữa về cái hoa đậu biếc này mọi người. Bữa giờ là Quỳnh làm được là 2 món rồi đó. Một món là cơm tấm sườn bì hoa đậu biếc nha. Hôm nay là cái món xôi xá xíu. Nó có màu đỏ mà, cho nên lên cái này nó đẹp lắm. Nó có màu đỏ của xá xíu á. Ngon dữ mà. Super. Nhìn ở đây mọi người thấy nó ra là màu tím bậm nha mọi người. Với lại cái màu hoa đậu biếc này cũng dễ mọi người. Màu tím super. Nó chua chua ngọt ngọt. Nó không uống nè mọi người. Super. Quỳnh bỏ trong đây là một chút xíu mật ong với chanh đúng đầu mình làm y chang vậy đó. Mình không thích. Uống dễ thơm.
Ăn từ từ không phải để mất nghẹn. No. Như mày nói là nhai nha. Nhai. Nhảy ra. Nhai đi, sao nhai đi? Để mất nghẹn á. Nhớ hôm qua mất nghẹn không? Ăn gì? Hôm qua sao ăn gì? Ăn kẹo hay nó mà mất nghẹn. Nhớ không? Kỳ quá. Trời ở đó ăn rồi. Công nhận. Ngon xỉu lắm, nhưng mà ngon xỉu hả? Nó rất là đã mà. Trời đất ơi, mày ăn gì ghê vậy sao? Mấy bữa nay nó review, nhưng mà nó ăn cái gì nó cũng review. Nó coi YouTube cái không? Giống như nó bị nhiễm, nhưng mà trời cứ miệng nó ngay. Cười. Hồi nãy bay chắc đi đâu ta? Bay chắc đi đâu? Sai bộ cừ. Sao bộ cừ hả? Đâu bảo làm gì vậy? Số dê gì tổ chức cả. À thôi nè, ice cream. Trời ạ, à, mình hỏi nó đi đi đâu, nó nói nó đi qua bên cái chỗ sai bộ cừ nhà Quỳnh, là cái chỗ mà bữa tháng 5 Quỳnh quay phim cho mọi người coi, là cái chỗ mà à, rất là nhiều hoa sakura đó mọi người. Nên nó bà nó dắt nó đi qua đó đi đi ăn xúc xích xong rồi đi tiểu. Mama sai bokubeku no mugoyu no wa nani? Sai bokubeku no mugoyu no wa nani? Nó cũng tên sai bokubeku chứ gì không? Đúng lẫn nít đó mọi người, nó có sao nó nói vậy mọi người. Quỳnh không dịch ra tiếng Việt á, thì nhiều bạn á mà coi tôi coi của Quỳnh á biết tiếng Nhật cũng nghe nó nói cũng hiểu nha mọi người, cho nên dịch ra cho những bạn nào mà muốn muốn hiểu cần sao nói gì. Nó đã ăn cái đùi gà xong muốn ứ hự mà. Cái đó là caramelu. Caramelu. Nãy giờ như mình mới ăn cái trứng cút đầu tiên hết à. Cái này mình có thêm pate đã mà không? Là đủ luôn á. Với là có nhiều bạn sẽ ăn chúng này đồ chua nha. Đồ chua hoặc là dưa leo. Mama ginger, tụi bé tôi nằm ngồi dưa nó là ginger. Ginger. Chùa. Nani? Đi chùa. Chùa. Ừ. Sao đi chùa? Ồ, đi. Rồi đó. Đi chùa đi. Ừ. Nói chạy. Tôi chút xin đi chùa đi. Ok, ăn hết rồi. Mọi người ơi, nó rất là no, ăn không nổi nha. Nó khô lắm. Ui, đâu giảm tay cô chú chưa? Nó không có đợi Quỳnh lắm, nó đi. Để chó đi mà. Quỳnh cũng gần sắp xong rồi. No quá rồi mọi người, là không ăn nổi. Nếp chứ soi y chang nha mọi người. Hy vọng là hôm nay cái món này sẽ chia sẻ được cho nhiều bạn để làm ăn trong mùa dịch này nha.
Nói chung cũng dễ làm mà. Ngon nhưng mà no quá. Cái cục xôi bên đây nãy mình dứt á là thành hai cục á, là hai người ăn. Nói chung là uống cũng được nhưng mọi người cũng mát mát. Thì mọi người ơi, cái video của Quỳnh đến đây cũng là sẽ kết thúc rồi. Quỳnh cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video của Quỳnh. Nếu mọi người yêu thích cái kênh của Quỳnh, mọi người hãy bấm đăng ký, like, share, ủng hộ kênh giúp Quỳnh nha. Quỳnh hẹn gặp lại mọi người ở video vào ngày mai. Bye bye.